các bạn nhé. Mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được đồng token tu Obi tu đi tương đương với lại 300 USD nha. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng công phát hành là 25 triệu đã có 59 tài khoản hóa đơn phát sinh 99 là giao dịch nha. Rồi đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.rob.net, link truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào website các bạn nhấp copy, nhấp vào lúc copy contract các bạn quay sang ví của các bạn nhé. Các bạn nhấp cái mã token giá là nhập mã token nha. Lỗi mạng. Thì cái token name của nó bạn dán vào đây. Và số token là 18 nha. Các token này, các input token này. Rồi, sau khi đã thêm vào địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.rob.net nhấp get. Get token để nhận token nha. Rồi, các bạn nhấp vào đây, claim.ob. Nhấp tiếp vào đây nha. Claim.ob nha. Ví ra là các bạn nhấp link và collect thêm cái đôi ví này, ví ra là 0.00039 BNB, nhấp copy và xác nhận nha. Rồi sau đây đang được xử lý, các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.rob.net để cập nhật những dự án bất phí và thật cần mới nhất trên về mạng Blame Smart Chain nha. Và ra nếu bạn chơi các tài khoản sàn giao dịch như Binance, MC, Gate, Trimetalo và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100 đồng token MobiTP. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.